Chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ sẽ là phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Vinamilk, bắt đầu từ tháng 10 này, người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể mua bất kỳ sản phẩm sữa nào của hãng tại địa chỉ giacmosuaviet.com.vn. Theo đó, thì tại website thương mại điện tử này, người tiêu dùng có thể chọn mua tất cả các mặt hàng của Vinamilk gồm sữa bột dinh dưỡng, sữa đặc, sữa nước, sữa chua, nước giải khát, v.v. Người tiêu dùng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến qua thẻ. Bước đầu, website thương mại điện tử sẽ phục vụ người tiêu dùng ở tất cả các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Theo chính sách giao hàng, người tiêu dùng đặt hàng trước 10 giờ sáng sẽ được giao hàng trong ngày hoặc tùy theo thời gian xác nhận đơn hàng, người tiêu dùng sẽ nhận được sản phẩm trong vòng 24 giờ của ngày làm việc tiếp theo. Với hóa đơn tối thiểu là 300.000 đồng, người tiêu dùng sẽ được giao hàng hoàn toàn miễn phí. Thời gian làm việc từ thứ Hai cho đến hết ngày thứ Bảy hàng tuần, không giao hàng vào Chủ nhật và ngày lễ. Cũng theo thông tin từ Vinamilk, khi mua hàng trên trang thương mại điện tử, người tiêu dùng sẽ được hưởng mọi quyền lợi, chính sách khuyến mãi như mua hàng trực tuyến. Vinamilk là doanh nghiệp Việt đầu tiên trong ngành tiêu dùng nhanh FMCG, chính thức phát triển thêm kênh kinh doanh thương mại điện tử. Thưa quý vị, công ty quản lý quỹ đầu tư Vinacapital đang tìm kiếm nhà đầu tư muốn rót vốn vào Việt Nam và nhiều khả năng sẽ khởi động một quỹ đầu tư vốn tư nhân trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ vào đầu năm tới. Theo đại diện phía Vinacapital, gọi vốn cho một quỹ đầu tư hiện hữu là thử thách lớn. Rõ ràng là việc tìm kiếm cơ hội đầu tư không khó bằng việc huy động vốn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước đang tăng trưởng mạnh mẽ. Quan trọng hơn là ngày càng có nhiều người gia nhập tầng lớp giàu có nhờ vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Các công ty lớn đang tạo ra nhiều tài sản hơn. Việc đầu tư vào những dịch vụ phục vụ cho những người giàu có đó là cần thiết. Đó là động lực giúp cho Vinacapital đưa ra quyết định gọi vốn trong thời điểm hiện tại. Theo đó, thì các lĩnh vực mà Vinacapital đang xem xét đầu tư bao gồm chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, bệnh viện, giáo dục, bất động sản và ngành thực phẩm, đồ uống. Vinacapital được thành lập năm 2003 và hiện quản lý các khoản đầu tư trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, mà chứng khoán là VCB, vừa có tờ trình cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào. Theo nội dung xin ý kiến, ngân hàng con tại Lào có tên là Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại thương Việt Nam tại Lào, trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn. Vốn điều lệ ban đầu là 80 triệu đô la Mỹ, phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính, ngân hàng, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt Lào. Cụ thể, ngân hàng sẽ cung cấp các sản phẩm như huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ, bảo hiểm, ngân hàng điện tử và các hoạt động khác theo quy định pháp luật của Lào. Từ năm 2014 đến nay, VCB đã tiến hành lắp đặt và triển khai kết nối thành công hệ thống ATM với Ngân hàng Ngoại thương Lào BCIL nhờ thông qua hệ thống thanh toán thẻ của Vietcombank. Nhà máy ATM vừa được kết nối với BCIL đã trở thành nhà máy ATM đầu tiên và cũng là duy nhất tại Lào cho phép các chủ thẻ của thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế rút được tiền mặt nội địa tại máy ATM. SIC là tổ chức có liên quan tới Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, cổ đông lớn nhất của Vinamilk. Việc bán vốn tại Vinamilk nằm trong lộ trình thoái vốn tại 10 công ty niêm yết lớn của SCIC. Cụ thể, với mục đích đầu tư tài chính từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, SIC đã đăng ký bán toàn bộ 504.360 cổ phiếu Vinamilk đang nắm giữ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, SIC sẽ không còn sở hữu cổ phiếu Vinamilk nào. Hiện cổ phiếu Vinamilk đang dao động quanh mức giá là 140.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy, nếu giao dịch thành công, SIC sẽ thu về khoảng 70 tỷ đồng. Đồng thời, như thông tin mà chúng tôi đã đưa, từ tháng 10 năm 2016, Vinamilk sẽ chính thức ra mắt website thương mại điện tử Vinamilk eShop Giấc mơ sữa Việt và trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong ngành FMCG, chính thức phát triển thêm kênh kinh doanh thương mại điện tử nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn nữa. Thưa quý vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, được biết đến qua thương hiệu taxi Vinasun, mã niêm yết là VNS, vừa thông qua quyết định chia cổ tức đợt 1/2016. Theo đó, thì ngày 21 tháng 10, VNS sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Như vậy, thì với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 67,86 triệu cổ phiếu, VNS sẽ phải chi tương ứng là 67,86 tỷ đồng để thực hiện việc trả cổ tức. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8 tháng 11. Được biết, dù phải đối mặt với việc tham gia cùng Uber và Grab, nhưng kết quả kinh doanh quý 2 của VNS vẫn khá tích cực, với doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 80,5 tỷ đồng. Lần lượt tăng trưởng 11% và 10% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận 6 tháng đầu năm VNS hoàn thành gần 57% kế hoạch cả năm. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên, thì VNS đặt mục tiêu tổng doanh thu là 4.325 tỷ đồng,
lợi nhuận sau thuế 264 tỷ đồng và tỷ lệ chi cổ tức bằng năm 2015 đó chính là 20%. Thưa quý vị, sau nhiều ngày úp mở trước dư luận thì hôm 4 tháng 10 vừa qua, Google đã chính thức trình làng bộ đôi điện thoại thông minh là Pixel và Pixel XL. Đây là dòng smartphone đầu tiên có cấu hình mạnh và đặc biệt được thiết kế hoàn toàn bởi Google. Pixel được Google chào bán ra thị trường với mức giá là 649 đô la Mỹ. Pixel và Pixel XL được thiết kế gần như giống nhau với ba màu là đen, xanh và bạc. Độ phân giải màn hình lần lượt là 5 và 5,5 inch. Ngoài ra, nói về những tính năng vượt trội của sản phẩm mới, đại diện Google tự tin Pixel sở hữu camera trên smartphone tốt nhất mà các hãng từng sản xuất. Đồng thời, Pixel chỉ cần sạc 15 phút là có thể duy trì thời gian đàm thoại trong vòng 7 giờ đồng hồ. Khách hàng Mỹ, Úc, Canada và Anh có thể đặt hàng smartphone Pixel ngay từ ngày 4 tháng 10 theo giờ Mỹ. Các thị trường khác hiện vẫn chưa được công bố. Cùng ngày thì Google cũng đã cho ra mắt mẫu kính VR mới có tên là DreamView với giá bán là 79 đô la Mỹ một sản phẩm. Trước đó thì Nexus từng là dòng smartphone được Google tung ra thị trường với nhiều tính năng ưu việt từ năm 2010. Tuy nhiên, cái tên Nexus dần mất dạng sau khi gặp phải sự cạnh tranh và gần như thống trị thị trường của đối thủ Samsung. Thưa quý vị, hãng hàng không Ryanair sẽ mở thêm 10 đường bay đến Hamburg, nước Đức trong mùa hè tới như một động thái nắm bắt cơ hội kinh doanh đầy triển vọng ở phân khúc hàng không giá rẻ. Trước đó thì hãng hàng không lớn thứ hai của Đức là Air Berlin cho biết nước này cần tăng cường 20% các chuyến bay mới đáp ứng đủ nhu cầu trong năm 2017. Cụ thể thì trong tháng tới, Ryanair sẽ mở trung tâm điều phối, bổ sung thêm 2 tàu bay và 7 lộ trình bay mới tại Hamburg. Một trong những động lực khiến hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu này không bỏ qua cơ hội tấn công mạnh vào thị trường Đức là do tuần trước, đối thủ Air Berlin của Đức tuyên bố sẽ đóng cửa trạm điều hành tại Hamburg và 5 trung tâm khác trên toàn nước Đức. Đồng thời, Air Berlin cũng sẽ cắt giảm 1.200 nhân sự. Ryanair tăng cường khai thác tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu với tham vọng gia tăng thị phần lên 20% thay vì chỉ có 5% như hiện nay. Hiện tại thì giá vé của Ryanair cũng đã được điều chỉnh giảm trong mùa hè năm nay so với cùng kỳ năm 2015. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, tập đoàn nông nghiệp hàng đầu nước Mỹ là Cargill mới đây đã mạnh tay báo lỗ đến 66% trong quý 1 của năm tài khoá. Doanh nghiệp này cho biết thì nguyên nhân chính đến từ sự tăng trưởng của lượng gia súc trên thị trường và nhu cầu sử dụng thịt bò cũng được cải thiện trong giai đoạn này. Theo đó, thì lợi nhuận ròng của Cargill từ hơn 500 triệu đô la Mỹ ở quý 2 năm ngoái, bước sang cùng kỳ năm nay đã tăng thêm đến hơn 850 triệu đô la Mỹ. Cargill cho biết phân khúc kinh doanh các sản phẩm bổ sung chất dinh dưỡng và protein tăng trưởng đột biến trong quý vừa qua của năm tài khoá, đồng thời đóng góp chính vào tổng lợi nhuận của công ty. Đây là kết quả sau khi tập đoàn có tuổi đời hơn 150 tuổi này của Mỹ tiến hành thay thế nhân sự lãnh đạo và kiềm chế thu chi tài chính. Trước đó, hồi quý 4 năm tài khoá vừa qua, Cargill từng báo lỗ 19 triệu đô la Mỹ vì những sai lầm khi đầu tư vào thị trường đậu nành. Cargill hiện là tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tài chính với hơn 150.000 nhân viên làm việc trên 70 quốc gia khắp các châu lục. Xin được chuyển đến quý vị những thông tin trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đỏ sàn phiên thứ hai liên tiếp với diễn biến tiêu cực biểu hiện trên nhóm ngành hàng tiện ích và viễn thông. Sắc đỏ bao trùm cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ trong phiên này, trong khi Nasdaq mất khoảng 0,2% thì Dow Jones và S&P 500 đều giảm quanh mốc 0,5%. Nhà đầu tư cho thấy dấu hiệu lo ngại sau khi một thành viên cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết sẽ biểu quyết tiến hành một đợt tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Hiện tại, theo khảo sát của web FedWatch, tỷ lệ nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên 63%. Một thông tin khác cũng góp phần nhấn chìm phố Wall trong phiên này đến từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong một thông công bố mới nhất, thì cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong năm nay xuống còn 1,6% thay vì 2,2% như trước đó. Bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn bộc lộ nhiều dấu hiệu ảm đạm. 10 trong tổng số 11 chỉ số chính của S&P 500 đỏ sàn khi đón nhận những thông tin này. Trong đó thì nhóm tiện ích giảm sâu hơn 2%, theo sau là nhóm ngành viễn thông mất đến gần 1,7%. Thị trường chứng kiến 7,2 tỷ cổ phiếu được trao tay. Mặc dù số lượng giao dịch cao hơn ghi nhận trung bình của 20 phiên gần nhất, nhưng số mã giữ được sắc xanh thì không nhiều. Trong số đó nổi bật là cổ phiếu của Sears tăng gần 6,5% sau khi Bloomberg công bố thông tin một thương hiệu sản xuất dụng cụ của hãng nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư vốn trên thị trường. Chuyển sang những thông tin trên thị trường châu Á. Thưa quý vị, chứng khoán Á diễn biến đang xen trong phiên ngày thứ 5. Điểm sáng nhất toàn sàn trong phiên này thuộc về thị trường Nhật Bản. Khép phiên trong các chỉ số chính tại châu Á, Nikkei của Nhật là chỉ số duy nhất tăng điểm. S200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc mất lần lượt gần 0,6 và 0,09%. Thị trường Trung Quốc tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ. Trợ lực lớn nhất tại thị trường Nhật Bản trong phiên thuộc về tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ. Việc đồng yên giảm giá xuống mức thấp nhất trong 3 tuần được xem là thông tin tích cực tác động lên các mã xuất khẩu chính. Mặc dù không thể hiện quá đột biến, nhưng cổ phiếu của những doanh nghiệp xuất khẩu chủ chốt như Toyota hay Honda đều tăng quanh mốc 0,1%. Tại thị trường Úc, áp lực lớn đến từ nhóm ngành năng lượng và nguyên vật liệu.
Cổ phiếu của các đại gia dầu khí như BSP Billiton và Woodside Petroleum đều giảm giá. Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc mặc dù khởi động phiên khá ì ạch nhưng đã nỗ lực tăng điểm vào buổi chiều. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này được công bố thể hiện tích cực hơn dự báo, tăng 1,2% trong tháng 9 năm nay so với cùng kỳ năm 2016. KOSPI giảm nhẹ chưa đến 0,1% vào cuối phiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng quay lại với phần 3 của chương trình, phần bình luận chuyên sâu.